Video sau đây công ty Fastball Marketing sẽ hướng dẫn cho quý anh chị cái cách để mình download app check in về trên iPad để mình có thể bắt đầu cho khách check in vào trong hệ thống của check in của mình rồi anh chị ha. Thì đầu tiên anh chị cần truy cập vào một phần gọi là App Store anh chị ha. ở cái phần này anh chị vào đây để download được cái app check in anh chị. Rồi sau khi vào App Store thì đầu tiên là anh chị cần lưu ý có một cái option là bên góc phải dưới cùng này anh chị ha, đó là option search thì uh, Sau khi uh, mình uh, click vào search xong thì anh chị cần uh, search ở đây những cái uh, từ khóa như là vương phạm hoặc là Go Check in App anh chị ha Ở đây mình sẽ search bằng cái từ khóa là vương phạm Rồi sau đó uh, mình bấm vương phạm xong rồi mình bấm search anh chị ha Rồi uh, Thì uh, sau đó thì cái Go Check App nó sẽ hiện ra ở cái vị trí này anh chị ha Thì uh, sau đó anh chị cần bấm vào Get để mình uh, download cái app Check In này về trong cái uh, Uh, cái iPad của mình hiện tại gì ha sau cái option bấm get thì hệ thống sẽ xuất hiện thêm một cái phần gọi là install anh chị mình sẽ click vào install gì ha sau khi click vào install thì hệ thống nó sẽ yêu cầu mình phải đánh vào password của Apple ID mà cái uh, email mà mình đăng ký để mở cái iPad này lên anh chị ha rồi sau đó mình bấm sign in, sau khi mình nhập đúng rồi rồi như vậy là xong anh chị ha, hệ thống đã bắt đầu download cái app check-in về Rồi option tiếp theo là anh chị cần click vào Open Thì uh, hệ thống uh, iPad của mình nó sẽ tự động mở lên cái app check-in cho mình anh chị ha Cái giao diện đầu tiên, cái giao diện anh chị cần phải nhập vào username, password cùng với cái subdomain mà password cung cấp cho anh chị rồi anh chị ha Rồi Đây chính là cái giao diện đầu tiên, cái giao diện này uh, Mình sẽ luôn mở để cho trên iPad của mình để cho khách hàng có thể uh, check-in vào tiệm. Cái việc đầu tiên khách hàng cần đánh vào 10 cái số xe phone của khách hàng mình vào đây mình hướng dẫn cho khách hàng của mình đánh vào 10 số xe phone anh chị ha. Và rồi sau đó này mình bấm next tiếp theo là đến cái giao diện khách hàng cần phải điền vào như uh, cái phần gọi là full name gọi là tên khách hàng mình anh chị ha. Rồi cái option tiếp theo là cái option mà lần đầu tiên anh chị còn uh, sẽ cảm thấy uh, hơi khó hiểu là cái cái option là what service do you want to choose đây là một cái option mà mình có thể bỏ vào được những cái service của tiệm mình để cho khách vào check in, khách có thể chọn luôn anh chị ha. Và mình có thể dùng cái web check out để mình check lại được là khách hàng này ngày hôm nay vô tiệm người ta chọn làm service gì anh chị. Cái phần này mình sẽ phải cài đặt thêm trong cái trang quản lý riêng của go check in của tiệm mình đó. Rồi, cái phần cuối cùng là cái giao diện là thông báo rằng cái phiên check in của khách hàng là thành công. Và cùng với đó là thông báo cái số điểm của khách hàng mình Yeah. lần đầu tiên khách hàng check-in vô tiệm là như vậy anh chị ha. Lần thứ hai check-in vô tiệm thì sẽ hỏi thêm birthday của khách hàng với cái mục đích là sau này hệ thống go check-in có một cái chức năng là mình sẽ gửi promotion birthday ra cho khách hàng kèm theo những lời chúc mừng vào ngày sinh nhật của khách hàng mình anh chị ha. Và bỏ email của khách hàng vào nữa với cái mục đích là để hệ thống go check-in có thể detect ra được khách hàng mình có sử dụng những cái tài khoản social media như là Zep hay không để có thể thiết thêm được cho khách hàng mình À, sau khi à, khách hàng check in xong thì như quý anh chị đã biết thì à, mình có thể set up một cái khoảng thời gian nhất định à, thường là sau khi làm xong sơ vật khách hàng sẽ nhận được một tin nhắn gọi là tin nhắn survey hệ thống của check in sẽ tự động gửi ra cho khách hàng thì à, ở trên cái tin nhắn này khi khách hàng lít vào trong cái link ở dưới tin nhắn thì sẽ tự động sâu ra ba cái khuôn mặt là khuôn mặt cười khuôn mặt bình thường và khuôn mặt buồn tương ứng với cảm xúc à, tương ứng với những cái cảm xúc là hài lòng hoặc là không hài lòng thì khi khách hàng lít vô cái mặt cười có nghĩa là hài lòng thì hệ thống của in sẽ tự động sâu lên những cái trang social media của tiệm mình như là Facebook, Google và cả Zep nữa để cho khách hàng mình khi đã hài lòng thì người ta sẽ cho được những cái good review trên những cái trang đó. Và trường hợp thứ hai là khi khách hàng mình không hài lòng thì hệ thống go -check in sẽ chỉ sâu lên một cái phần gọi là cái go check-in, cái trang cá nhân của go check-in của tiệm mình để khách hàng viết vào trong go -check in để anh chị có thể vào trong ra quản lý để check lại được cái điều mà khách hàng không hài lòng như thế nào để mình có thể có một cách nào đó mình uh, text message lại khách và kê care take tốt uh, hơn anh chị ha rồi đó là cái uh, hướng dẫn để cho anh chị có thể cho khách hàng vào check-in thì ở đây có hai cái lưu ý lưu ý thứ nhất là anh chị cần phải cho khách hàng điền đầy đủ cái thông tin uh, vào trong cái hệ thống check-in này cái thứ hai là anh chị uh, cần lưu ý là hướng dẫn khách là sau khi check-in sẽ có một cái tin nhắn gửi tới anh chị khách hàng mình đó là cái tin nhắn mà nhằm cái mục đích là khảo sát ý kiến khách hàng có hài lòng hay không để mình detect ra được để mình có được thêm nhiều good review cho tiệm mình cũng như hạn chế bớt cái bad review update lên những trang social media của tiệm mình chị, ha à, cảm ơn anh chị đã theo dõi video hướng dẫn cái cách để download cái app check in cùng với cái việc hướng dẫn anh chị cho khách hàng check in vô tiệm anh chị có bất cứ thắc mắc về cái phần này thì anh chị cứ gọi lại cho bộ phận kỹ thuật của Fastboy để có thể được tư vấn kỹ hơn về phần này anh chị ha